Xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Quay trở lại với chuyên mục QTE Acoustic. Hôm nay em sang tổng kho của hãng QTE Acoustic và CB Audio. Thì trong các clip đoạn trước em chúng em đã giới thiệu qua thì hôm nay là sang tận kho luôn quay cho nhá, cho các bác xem. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác là các cái mẫu sản phẩm như là loa súp, loa column, may quá vẫn còn 1-2 đôi column. Cái này thì đi thăm combo theo cả bộ nhá, là có một cây cậy như ý này. Cái này rất là nặng, cầm nó nặng lắm. Thép gần như thép đặc hay sao ấy. Đầu ti gen này. Đấy. Combo bộ này là của QTE Acoustic, nó gồm có là hai chiếc loa cột QTE Acoustic Rex 602, hai chiếc súp đơn 40 của QTE Acoustic. Con này hình như là RS hay là RX15 gì đấy. Đấy. Thùng nó vát đằng sau này. Con này là một bát 40 một kèn. À một bát 40. Súp thì là có một bát 40 thôi. Combo này thì giá cực kỳ hợp lý nhé, em không báo giá công khai. Bộ này gồm có là hai loa cột, hai con súp và chân cọc, hai cái chân cọc. Đấy. Giá cực kỳ đẹp cho các bác, nó chỉ có vào dưới 14 triệu. Hai súp, hai cột, chân cọc đi theo. Còn lấy cột không thôi thì là vào 6 triệu. Còn lấy súp không thôi thì em báo giá sau. Đấy. Lấy nẻ thì không có hai cái này. Còn nếu mà lấy cả bộ thì nó sẽ có hai cái cột kia. Tiếp theo nữa đây là có một chiếc cục đẩy QTE Acoustic F1000, tức là 1000W trên kênh, trên 8 ohm, trên 4 ohm thì nó vào tầm 1400, 1500 vậy, và trên 2 ohm thì nó vào là 1700 hay 1800 vậy, trên 2 ohm. Tức là một con đẩy 4 kênh này nó có thể đánh được 3 bộ như này. 3 bộ này. Đấy, rất là tốt luôn. Thực tế là 3 bộ chứ không phải 4 bộ. Tiếp theo nữa là một chiếc vang số là QTE Acoustic SV1100. Đấy, con này thì sử dụng phần mềm của dòng họ X. Đây là hàng demo giới thiệu sản phẩm tại tổng kho luôn. Đây là các bác nhìn này, một đống mic không dây này. Đây là mic QTE Acoustic C300. Và đây là QTE Acoustic C500. Thì nó mở ra để cho các bác qua đây các bác nhá. C300 và C500 thì là lượt là 2,5 triệu này, 2,3 triệu này, giá cực đẹp cho các bác rồi, không kêu nữa nhé, đừng kêu nữa. Và cuối cùng là đây là cặp siêu phẩm đến từ QTE Acoustic với model là HT15. Sản phẩm này là hàng bên hãng lấy một đôi về demo và bây giờ em đang có giá cho các bác cực đẹp luôn. Bát tép neo, họng kèn và củ X-Face là được sơn màu vàng. Cặp này thì giá các bác không tưởng tượng được tại sao nó hợp lý và hợp lý đến thế đâu. Đấy, hàng demo bây giờ là hãng có đúng một đôi mẫu thôi, demo và một đôi mẫu thôi nhá. Và giá cực đẹp cho các bác. Cụ thể bao nhiêu thì còn đâu em mới nói. Đấy. Nhưng mà thôi nói luôn nhá, giá chỉ có 18 triệu một cặp. Hỏa tiễn 2340 một kèn. Phong thùng rất là to này. Đấy. Còn nếu như cái giá này mà các bác còn kêu đắt nữa thì các bác đừng mua đâu nữa. Hàng gióng thì nó cũng phải tầm 13 đến 15 triệu rồi. Rẻ rách, còn đây là đồng bộ luôn của hãng. Mà hãng làm thì chính xác tuyệt đối luôn, không phải sợ gì cả. Mà giá cực đẹp luôn cho các bác. Các bác biết bao nhiêu? Chỉ có 18 triệu. Đấy. Giá đẹp thôi rồi, tổ quốc ta ơi luôn. Đấy. Nếu còn cái gì nữa, mà còn chê nữa thì thôi. Thì ngoài ra thì bên hãng có nhiều sản phẩm khác, nhưng mà em chỉ qua đây này thôi nhé. Đây là quản lý nguồn này, Z3. Con này có 1,2 triệu thôi. Bao ship. Đấy. Đồng bộ luôn của QTE Acoustic. Trên đây là video giới thiệu tổng quan về các sản phẩm của QTE Acoustic trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Mọi thắc mắc cũng như cái đóng góp các bạn liên hệ trực tiếp. Video của em xin tạm dừng ở đây thôi nhé. Đây là nguyên đan nguyên kiện của cái cột Rex 602. Đấy. Đây là hai chiếc súp đi theo combo là Rex 15S hay là RS 15 gì ấy. Còn đây là QTE Acoustic HT15, tức là sử dụng loa 15 inch trên thùng này, tức là 2340, hai cụ loa 15 inch trên thùng và một cụ kèn 750. Nhìn thấy kỹ nguồn cái thép từ màu kèn kìa. Đấy. Con này thì em không tháo ra đâu nhé, ở đây không có đồ, đang ở kho tổng kho của QTE Acoustic, chưa lần nào bán giá rẻ như là này. Đấy, nặng kinh khủng luôn. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hú em nhé. Những cái sản phẩm chất lượng cao và giá hợp lý hợp lý thế này thì các bác còn chê nữa thì em đậy các bác luôn nhá. Ok nhá. Trên đây là tổng quan giới thiệu về
noang vang, mic mic đẩy trầm cột quản lý nguồn đấy. Ok, video xin phép được kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.